Nói đi, cầm dù cho em nè. Cầm dù ra luôn. Cầm ra đi rồi em cầm cho. Bây giờ nha. Mọi người ơi, cứ vừa nói vừa đi ra đưa cho Lâm đi ra, đi đứng đâu mệt lắm rồi mưa nữa, cứ vừa đi ra ngoài vậy. Mọi người chịu khó nhá. Ai cầm dù giùm đi rồi đưa cho Lâm ra luôn ạ. Vừa nói vừa đi ra là được rồi. Đi ra cả nhà. Mọi người ơi, đưa Lâm ra đi. Rồi vừa chụp hình vừa đi ra từ là ra đến ngoài là ok. Ai cầm dù giùm cho Lâm đi. Ai cầm cái dù giùm nha. Cái dù đó ạ. Cầm cái dù cho Lâm đi. Đây che bên này, che dù bên này được không? Che xích vô em ơi, che cái dù xích vô. Dạ mọi người cho Lâm ra luôn ạ. Đưa cho Lâm ra từ từ đi. Nhưng mà lắm người nhiều quá. Đã chụp được cái nào. Rồi mọi người đưa cho Lâm ra đi. Cầm cái dù đưa cho Lâm ra mà. Dạ ok. Đấy, chụp như này nè. Đưa Lâm ra đi cho qua các bạn này. Ra đây nè, vô đây nè để mưa. Vô đây để đỡ mưa. Rồi vẫy luôn cho Lâm ra mọi người ơi. Đưa cho Lâm ra xe nha. Rồi mấy bạn đưa cho Lâm ra ngoài đi. Dạ.
Làm mưa cho em ôm một cái được không? Làm mưa cho em ôm một cái. Con ở Phú Kiên mà nhờ con ở khách sạn nè, tụi con cũng ra khách sạn ngủ.